Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh điện gia dụng Nhật Bản của Thành Quá. Mình tên là Thành Quá, 38 tuổi, đang ở chợ Láng Sen, huyện Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một cái em bình thủy điện National 3 lít NCEH30 ha. Em này là máy móc nguyên zin 100% nha. Điện mình câu trực tiếp vô luôn nè. Lưu ý ha, điện 100 ha, 700W ha. Em này hình như 2009 hay sao á. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp ha quý khách. Đây ha, nó có báo mực nước nè ha, mình chế ít nè. Đây nước ha, quý khách thấy ha. Không có lên tim lên mẳng gì hết trơn ha, bình thường ha. Tại mình chưa kiếm điện nè. Đó, chưa lên điện nè. Đó. Cái này là nó chạy 90 độ C là đúng hạo 90, nó sẽ tắt. Bấm cái nào? Bấm cái này là 80, 60, 98. Có nó bắt chế độ nó nấu á. Bình này bền lắm. Mau, rất là mau sôi ha. Mẳng mẳng lên tim à. Nào mọi khách thấy không? Hơi bốc khói rồi đó. Tại vì mình không có rảnh á, giấc tối nó test không à. Mọi khách thấy không? À. Cứ đậy lại. Rất tiện lợi. Đồ Nhật rất là bền. Mấy hàng này là bán là nguyên zin hết. Tối quá cái nó bị. Rồi ok ha, rồi lên mình quý khách thấy không? Bốc khói ha. Vậy là sao? Vậy là chứng tỏ nó nấu sôi được nghe quý hả? Hâm sôi ha. Và còn một điều nữa là mình sẽ hứng nước ha. Bấm nút này là chảy nước nha quý khách. Nhưng mà này là không chạy được ha, phải bấm nút này ha. Có bấm nút này một cái. Nó có điện ha, bơm nó mới được ha. Ok ha. Hoàn thiện ha quý khách. Rồi quý khách nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt cho mình ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Em này mình bán giá mong muốn là 400.000 ha, có giảm 50% ship cho tất cả các khách mua ha. Rồi xin cảm ơn.